Đừng quan tâm đến tỷ lệ việc làm hiện tại, hay chú trọng đến tỷ lệ sống sót của sinh viên đại học. Tôi muốn quay một video nhảy với bạn bè. Ngay khi bắt đầu quay, tôi nghe thấy rắc một tiếng và bị trật chân trái. Sau khi quay xong, tôi phát hiện mình đã bị gãy xương ở hai vị trí. Bác sĩ khuyên đeo bó bột. Tôi đã ở trong ký túc xá suốt 8 ngày nghỉ lễ Quốc Khánh. Một sinh viên nữ bị gãy xương khi quay video nhảy, phỏng vấn vào ngày 7 tháng 10 tại Lạc Dương, Hà Nam. Sáng nay tôi đang vặn người sau khi thức dậy, thì nghe thấy cột sống của mình cạch một tiếng, thêm một bằng chứng cho việc sinh viên đại học dễ gặp tai nạn. Một sinh viên bị mắc kẹt trong ghế suốt 50 phút sau khi vặn người trong lớp học, cô bị gãy xương sống. Trước đó, một sinh viên đã ngất xỉu trước một nhà hàng Hai Đi Lao vì đói. Một sinh viên khác phải đến bệnh viện trong lúc thay quần áo trong ký túc xá do bị chuột rút. Trong quá trình tập quân sự, có 3 sinh viên ngất xỉu trên sân khiến đội y tế trường vô cùng bận rộn. Những sinh viên đại học này thật dễ gặp tai nạn. Cư dân mạng đùa rằng cần có quy định mới, không được vặn người trong lớp học, không được thay quần áo trong ký túc xá. Một sinh viên đại học đã bị hút vào lỗ hút trong hơn 10 giây tại một nhà tắm công cộng. Lưng của anh bị bầm tím nghiêm trọng. Gần đây, trên các nền tảng mạng ở Trung Quốc xuất hiện một trào lưu chia sẻ kỳ lạ với hashtag câu chuyện về sinh viên yếu đuối. Trong chủ đề này, không có điều gì mà những sinh viên này không thể làm. Có đủ cách bị thương, chỉ những tiêu đề thôi cũng đủ làm cho người ta kinh ngạc. Ngoài các video, sinh viên đại học bị thương một cách kỳ quặc như ở phía trên, còn có những câu chuyện như ngất xỉu vì không được ăn giò heo, bị chật khớp lưng khi quay người, bị chật hàm do ngáp, tiêm vaccine với giá 4.000 nhân dân tệ sau khi đánh nhau với chó để lấy đồ ăn, gãy xương cụt do ngồi trên ghế, phá hủy phổi do chơi game, và nhiều câu chuyện chấn thương khác khiến cư dân mạng vừa thích thú vừa lo lắng. Đồng thời, thuật ngữ sinh viên đại học giòn tan cũng trở nên phổ biến trên mạng. Cư dân mạng đã đưa ra một định nghĩa cho thuật ngữ này. Sinh viên giòn tan đề cập đến thế hệ sinh viên hiện tại, dù tuổi còn trẻ nhưng có nhiều vấn đề sức khỏe, yếu đến mức chỉ cần chạm vào là bị thương. Vì nhân vật chính trong những câu chuyện này chủ yếu là sinh viên đại học, họ đã được đặt cho một biệt danh đặc biệt, sinh viên giòn tan, tức là dễ bị thương. Những câu chuyện kỳ quặc và hài hước này khiến một số cư dân mạng không khỏi đau lòng. Càng xem những video này, càng thấy tội cho những em trai, em gái này. Họ đang ở độ tuổi 20, xa nhà và xa bố mẹ, đột ngột mắc bệnh mà không có ai chăm sóc. Mặc dù nhạc nền trong video rất vui nhộn, nhưng quá trình bị bệnh thì rất khổ sở. Những đứa trẻ này xa nhà và không có ai chăm sóc. Xin hãy đừng chế giễu hệ thống sinh viên. Họ đã thức đến khuya để ôn tập trong thời kỳ tuổi thanh xuân. Và vì áp lực của kỳ thi đại học, họ không dám xin nghỉ bệnh ngay cả khi bị ốm nhẹ. Làm sao các bạn mong đợi một đứa trẻ đã thức khuya suốt 3 năm có sức khỏe tốt? Tôi hy vọng sẽ không còn nhiều video như vậy. Mong rằng các em đều có thể sống khỏe mạnh, an lành và hạnh phúc trong cuộc sống sinh viên. Một số người dùng mạng cũng đặt câu hỏi, hiện nay dinh dưỡng của học sinh đã được cải thiện, tại sao sức khỏe của họ lại suy giảm? Mặc dù thế hệ sinh viên hiện tại đang đối mặt với những khó khăn về sức khỏe và biến dễ vỡ thành một cách tự chào hài hước, điều này cũng phản ánh một cách khách quan sự suy giảm về sức khỏe và thể chất của giới trẻ ngày nay. Theo dữ liệu, chỉ trong tháng 9 năm 2023, một phòng cấp cứu ở Trịnh Châu đã tiếp nhận hơn 1.700 người trong độ tuổi từ 18 đến 25. Trong tháng 9, chúng tôi đã tiếp nhận hơn 1.700 bệnh nhân trong độ tuổi từ 18 đến 25. Chúng tôi đã ghi nhận các trường hợp bị chấn thương, đau bụng, khó thở và các tình trạng như hội chứng thở nhanh quá mức và viêm túi mật. Nguyên nhân chính gây ra những vấn đề này là chế độ sinh hoạt không có quy tắc và ăn uống không lành mạnh, một số sinh viên bị kiệt sức, đặc biệt là sau các buổi học trễ ban đêm. Lý và Lưu, hai sinh viên đang theo học tại Đại học Sư phạm Hồ Nam cũng có những trải nghiệm tương tự. Lý đã tiết lộ với các phương tiện truyền thông rằng, trong quá trình huấn luyện quân sự, cô ta đã ngồi xuống đất và bị đau xương cụt suốt mấy ngày. Trong khi đó, do thường xuyên thức khuya và thói quen sinh hoạt không đều đặn, Lưu đã phát triển một khối u phía dưới ngực và đã phẫu thuật cắt bỏ khối u đó trong thời gian nghỉ Quốc Khánh. Trên thực tế, dấu hiệu của vấn đề sức khỏe trong số sinh viên đại học đã xuất hiện từ năm 2020. Năm 2020, DXY.cn và Báo Thanh niên Trung Quốc cùng phát hành báo cáo khảo sát sức khỏe sinh viên đại học Trung Quốc 2020. Khảo sát bao gồm 12.117 sinh viên đến từ các thành phố và các khối năm học khác nhau. 86% sinh viên đại học cho biết đã gặp vấn đề sức khỏe trong năm qua. 3 vấn đề hàng đầu là tình trạng da không tốt, thiếu ngủ và vấn đề tâm lý. Dữ liệu cho thấy 23% sinh viên đại học bị chuẩn đoán có bệnh trong năm qua. Trong đó có 3 bệnh phổ biến nhất là bệnh răng miệng, viêm ruột cấp tính và bệnh về da.
Báo cáo cho thấy, sinh viên Trung Quốc có kỳ vọng cao đối với sức khỏe. Họ đã bắt đầu hành động, nhưng hiệu quả không cao. Họ có ý thức quản lý sức khỏe và tâm lý, nhưng thiếu hướng dẫn khoa học và có hệ thống. Trong khi cố gắng duy trì lối sống lành mạnh, họ gặp các vấn đề về giấc ngủ, chế độ ăn uống và vận động. Gần 80% sinh viên đại học gần đây đã gặp vấn đề mất ngủ. Nguyên nhân có thể là do các hoạt động giải trí trên thiết bị điện tử, gọi là thuốc mê điện tử, chiếm mất thời gian ngủ. Gần đây, giảng viên trường Đại học Hàng không và Vũ trụ Nam Kinh Trừ Mật Hân đã đăng bài viết phân tích và nghiên cứu tình trạng thể chất và sức khỏe sinh viên đại học trên tạp chí Văn thể dụng cụ và Khoa học. Trong bài viết, cô đã chọn 1.800 sinh viên làm đối tượng nghiên cứu. Thông qua việc phân tích dữ liệu, có thể thấy sức khỏe và thể lực của sinh viên đại học đã giảm đi từng năm. Dữ liệu từ các thí sinh khảo sát cho thấy 10% sinh viên xuất sắc trong bài kiểm tra chạy 100m. Điều này chênh lệch lớn so với kỳ vọng về sức khỏe của thanh thiếu niên hiện nay. Kết quả trong các bài kiểm tra thể lực còn thấp hơn nữa. Tuy nhiên, bài viết cho rằng kết quả của các bài kiểm tra thể lực của sinh viên đại học phụ thuộc cả vào phương pháp kiểm tra và vấn đề cá nhân của từng sinh viên. Kết quả này có mối liên hệ nhất định với các mục tiêu kiểm tra. Một số sinh viên có sức mạnh tuyệt đối tốt, nhưng sức mạnh tương đối yếu trong bài kiểm tra kéo lên thanh ngang. Hiện nay, sinh viên đại học có thời gian tập luyện hạn chế, lối sống không lành mạnh và thường xuyên không tập thể dục, dẫn đến không thể khai thác hết sức mạnh của bản thân. Việc suy giảm sức khỏe thể chất của sinh viên đại học có phải do thiếu sự đào tạo có hệ thống và tập trung không? Cơ thể của họ có trở nên yếu đuối ngay khi bắt đầu học đại học không? Một số người dùng mạng cho rằng thực tế phức tạp hơn thế và sự suy giảm thể chất không phải là điều xảy ra trong một đêm. Vấn đề sinh viên đại học dễ vỡ có thể tích tụ từ khi còn nhỏ. Sự mai mòn thể chất đã diễn ra trong những năm học tiểu học và trung học. Khi đến đại học, những vấn đề này trở nên rõ ràng hơn. Với sự gia tăng cạnh tranh xã hội, áp lực việc làm và áp lực học tập đều tăng lên đối với học sinh. Đa số trẻ em bắt đầu học tập dưới áp lực cao từ khi còn nhỏ, tập trung vào học kiến thức mà bỏ qua việc rèn luyện thể chất. Gánh nặng học tập không chỉ làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển thể chất, mà còn gây tổn thương tâm lý không thể xóa nhòa. Trước hết và quan trọng nhất là áp lực từ phụ huynh kiểu cha mẹ hộ ở Trung Quốc. Bạn có biết con đã làm bao nhiêu bài tập trong kỳ nghỉ đông không? 270 bài kiểm tra, 7 chủ đề chính và 50 trang câu hỏi tự làm, quá nhiều. Sau khi làm xong, tôi đếm được tổng cộng 376 bài tập trong kỳ nghỉ đông và không nghỉ một ngày nào trong kỳ nghỉ hè này. Nếu không cho con chơi chút nào, tại sao lại để cậu ấy nghỉ hè? Quan điểm giáo dục của tôi đối với trẻ em là không có tuổi thơ vui vẻ. Trẻ em cần có một môi trường học tập nghiêm khắc và thái độ chuyên nghiệp. Một số điều bị quên đi sau khi chơi, nhưng làm bài tập sẽ giúp cậu ấy nhớ. Ngoài ra, tất cả các phụ huynh khác trong lớp đều mong muốn con cái mình làm bài tập. Nếu để con mình chơi, bạn không lo lắng sao? Bạn không quan tâm sao? Cháu không muốn mẹ giao bài tập thêm nữa, cháu chỉ muốn làm bài tập ở trường, có gì không tốt sao? Một bài kiểm tra tiếng Trung, một bài kiểm tra toán, hai bài tập đọc. Nếu thấy con lười biếng, tôi sẽ thêm một bài nữa. Nếu con sai ba lỗi thì thêm một bài, làm cho đến khi con làm cẩn thận. Tôi không thể khen ngợi con mình vì trong mắt người khác, cậu ấy là một đứa trẻ xuất sắc đặc biệt. Nếu tôi khen ngợi quá nhiều, con có thể trở nên tự phụ. Dưới áp lực học tập vất vả ở Trung Quốc, sức khỏe tinh thần của trẻ em thật đáng lo ngại. Áp lực kỳ thi vào trung học phổ thông, viết bài đến 3 giờ sáng, viết xong bài khóc nức nở. Con sao vậy? Con đã làm xong bài tập và cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Mỗi lần con đạt 99 điểm, điều đầu tiên mọi người hỏi là điểm ấy bị trừ ở đâu, làm sao bị trừ, có phải vì sự cầu thả của con không? Không ai quan tâm đến việc con thi đạt được điểm cao như thế nào. Rất khó khăn để vượt qua cửa ngõ của kỳ thi đại học. Sau một thời gian dài trong trạng thái căng thẳng cao, tần suất sử dụng thiết bị điện tử tăng lên, công việc và giải trí có thể hoàn thành mà không cần ra khỏi nhà, kết hợp với việc thường xuyên thức khuya, dẫn đến việc sinh viên đại học không thể chịu nổi gánh nặng. Có thể nói rằng, hệ thống giáo dục ở Trung Quốc luôn dạy cho trẻ em cách đạt được điểm số cao hơn, nhưng hiếm khi truyền đạt những bài học về tính kỷ luật, cách hành xử và cách thiết lập mục tiêu và sự kiên trì. Một thế hệ trẻ trống rỗng về tinh thần, không có đức tin, chỉ có thể trở thành sản phẩm trên dây chuyền lắp ráp của một thời đại. Sự tự do đột ngột sau kỳ thi đại học cùng với tương lai không định hướng đã gây ra các nguy cơ đối với sức khỏe của họ. Vấn đề an toàn thực phẩm tại Trung Quốc cũng được coi là một yếu tố quan trọng khác, ảnh hưởng đến sức khỏe của sinh viên đại học, từ bữa tối gia đình đến bánh trung thu, đều có thể bị nhiễm độc bởi công nghệ đen. Đối với sinh viên đại học Trung Quốc, ngoài bữa ăn tự nấu, chế độ ăn chủ yếu của họ chủ yếu là đồ ăn tự phục vụ và đồ ăn mang về. Các vấn đề trong ngành công nghiệp thực phẩm ở Trung Quốc là rất phổ biến.
trong đó dầu máng sôi thường được sử dụng trong các nhà hàng là kinh khủng nhất. Dưới đây là video một nhân viên nhà hàng đang múc dầu thải từ một thùng rác. Cư dân mạng nghi ngờ là đang sản xuất dầu thải, đồng thời đặt câu hỏi về an toàn thực phẩm của cơ sở này. Một người đàn ông và một người phụ nữ bị bắt gặp đang lấy dầu từ cống vào ban đêm. Khi bị người ghi hình chỉ trích, họ một mực phủ nhận. Người ghi hình nói rằng có nhiều trường học xung quanh và quán ăn nhỏ ở gần đó. Dầu máng thải có thể sử dụng làm mỹ phẩm không? Một người đàn ông thu gom dầu thải tuyên bố rằng đó là để sử dụng làm mỹ phẩm. Tôi và bạn đang đi dạo trên đại lộ trung tâm, và sau khi đi dạo trên đường trở về, tôi thấy một người đàn ông đội một cái đèn trên đầu, cầm một cái xẻng lớn. Bên cạnh là một người phụ nữ đẩy một chiếc xe đẩy. Trên đó có một cái thùng, càng nhìn tôi càng thấy có điều gì đó không ổn. Anh ta liếc mắt vào mọi cái nắp cống, và ngay khi anh ta thấy cái gì đó, người phụ nữ nhanh chóng đưa cái xô đến. Anh ta bắt đầu múc. Bạn xem giờ anh ta đang làm gì, tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát ngay bây giờ. Anh ta gây hại cho mọi người với việc làm như thế này. Anh ta vẫn tiếp tục múc không ngừng. Các video này đều là người dân trên mạng tình cờ bắt gặp những người gom dầu thải. Dưới đây là video của những người bán dầu thải một cách công khai. Tôi tình cờ nhìn thấy dầu thải đang được bán công khai trên đường phố. Những người từ các cửa hàng gần đó đến mua. Mọi người xin hãy tránh anh tại các nhà hàng vì nó không hợp vệ sinh. Chẳng ai biết dầu này cuối cùng sẽ được dùng để nấu lẩu, nướng hoặc xào. Những nhà hàng thiếu lương tâm này, một lần mua là 4-5 thùng, sau một hồi đã bán hết. Với loạt sự cố đầu chuột trong căng tin trường học đã trở thành những mối nguy hiểm tiềm ẩn cho các em học sinh. Vào ngày 10 tháng 10 năm nay, sau khi vụ việc học sinh phát hiện đầu chuột trong căng tin tại một trường cao đẳng ở Giang Tây, một sự việc tương tự đã xảy ra tại trường Đại học Công nghệ Hà Bắc. Sự việc này xảy ra ở thành phố Đường Sơn, nơi nổi tiếng với vụ đánh nhau ở quán nướng. Vì vậy, một số cư dân mạng cho rằng không có gì là lạ khi xảy ra vụ việc như thế ở đây. Những người có khả năng thuê căng tin của trường học chắc chắn không phải là người bình thường. Lại có đầu chuột trong món ăn. Khi vụ việc này được tiết lộ, căng tin nhà trường đã phủ nhận. Họ cho rằng đó không phải là đầu chuột mà là thịt bò. Tuy nhiên, trường đại học đã nhanh chóng chấm dứt hợp đồng với nhà thầu căng tin. Để dập tắt lửa và tránh thu hút nhiều sự chú ý hơn, họ không bao giờ thừa nhận đó là đầu chuột. Nhà thầu căng tin đã phát đi một thông cáo đe dọa, cho biết họ sẽ hợp tác trong cuộc điều tra. Họ cảnh báo rằng mọi người không nên đưa ra những cáo buộc vô căn cứ cho đến khi có kết quả điều tra chính thức, và rằng những cáo buộc không có căn cứ có thể dẫn đến hậu quả pháp lý, tức là không thừa nhận đó là đầu chuột. Ngoài vấn đề vệ sinh tại căng tin của trường cao đẳng công nghệ Hà Bắc vào tháng 6 năm ngoái, một bệnh viện y học cổ truyền ở thành phố Trùng Khánh cũng phát hiện đầu chuột trong thức ăn. Vào tháng 7 năm nay, sinh viên tại trường cao đẳng ngoại ngữ và mỹ thuật Hoa Thế, thành phố Quảng Châu đã phát hiện bao cao su trong thức ăn. Ngay cả khi các bạn trẻ ở Trung Quốc tránh được đầu chuột trong căng tin trường học, họ vẫn không thể thoát khỏi đầu chuột trong căng tin nơi làm việc. Đối với sinh viên đại học ở Trung Quốc, thành tích học tập không phải là quan trọng nhất, thành công chuyên môn không phải là ưu tiên hàng đầu, mà sống sót mới là mục tiêu cuối cùng. Sinh viên đại học ở Trung Quốc đã vượt qua áp lực học hành, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí, phóng xạ hạt nhân, ô nhiễm hạt nhân, an toàn thực phẩm, nông sản chứa thuốc trừ sâu và hormone, và thậm chí cả virus COVID-19. Đối với họ, có thể sống khỏe mạnh trên các khuôn viên trường đại học là một thành công to lớn của chủ nghĩa xã hội.